Những đám ấu trùng này không phải là những sinh vật dễ bị tổn thương. Chúng là những kẻ săn mồi thực sự. Con mồi yêu thích của chúng là nòng nọc. Ấu trùng chuồn chuồn được biết đến như những con nhộng. Chúng có một vũ khí bí mật vô cùng đáng sợ. Bộ hàm của chúng hoạt động như một chiếc máy bắn đá. Nó được trang bị với những chiếc móc và gai để bắt con nòng nọc. Cuộc chơi dành cho con nòng nọc đã kết thúc và một bữa tiệc thịnh soạn dành cho con chuồn chuồn non. Dưới nước, ấu trùng chuồn chuồn cũng phản ứng với ánh sáng mặt trời bằng cách biến hình và tìm cách thoát khỏi cái ao. Dần dần, cơ thể của ấu trùng trưởng thành và quá trình lột xác bắt đầu. Khi cánh đã khô, con chuồn chuồn bay đi